Xin chào các anh em thân mến của Mr. Sway. Trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người và toàn bộ trong số đó đều được ghi nhận là do một sư đoàn có biệt danh là Mãnh Hổ thực hiện. Chúng đi tới đâu, xác người nằm tới đó. Đội quân mà Hàn Quốc gửi tới Việt Nam được xem là vượt xa Mỹ về sự tàn ác. Song chúng vẫn chuốc lấy thất bại thảm hại, buộc phải rút về nước, cái kết nhục nhã cho những kẻ đánh thuê. Vào năm 1964, khi Mỹ bắt đầu đánh hơi được sự lớn mạnh của quân giải phóng Việt Nam với hàng loạt các cuộc tập kích quân sự và các hoạt động đấu tranh dày đặc khiến chúng kinh hồn bạt vía. Tình hình ngày càng tồi tệ, quân Việt Nam Cộng Hòa với sức chiến đấu yếu kém ngày càng thua trận nhiều hơn. Chính phủ Mỹ yêu cầu các quốc gia đồng minh chia sẻ gánh nặng. Mỹ bắt đầu sử dụng quyền lợi của một nước lắm tiền để kêu gọi sự gia nhập của những quốc gia khác, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng nếu đồng ý bắt tay Mỹ để đàn áp Việt Nam. Tiền thì ai chẳng thích, nhất Mỹ lại cho cực kỳ nhiều tiền, đủ để nhiều nước bán mạng chạy theo, trong đó có Đại Hàn, hay nói chính xác là các binh sĩ Hàn Quốc. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Hàn Quốc là nước hưởng ứng nhiệt tình nhất lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ. Đại Hàn là quốc gia đóng góp binh sĩ nhiều thứ hai sau Mỹ. Có 320.000 lượt binh sĩ Đại Hàn đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Những toán lính dũng mãnh, thiện chiến nhất của xứ sở Kim Chi lần lượt được gửi trong 4 đợt, trong đó hung hãn nhất là lính Mãnh Hổ. Sư đoàn Mãnh Hổ thành lập ngày 20 tháng 6 năm 1949 và được coi là một trong những sư đoàn thiện chiến nhất trong chiến tranh Triều Tiên. Khi tới Việt Nam, sư đoàn này có 18.111 quân, nhiều hơn các sư đoàn khác gần 5.000 quân, với 2 trung đoàn bộ binh số 1 và 26, 1 trung đoàn kỵ binh thiết giáp, 3 tiểu đoàn pháo 105 ly, 1 tiểu đoàn pháo 155 ly, 1 tiểu đoàn công binh, 7 đại đội yểm trợ. Để xứng đáng với truyền thống anh dũng của quân đội và những tờ USD đã nhận, lính Hàn Quốc nói chung, những người lính thuộc sư đoàn Mãnh Hổ nói riêng đã dùng đến những biện pháp quân sự tàn bạo, những đòn chiến tranh tâm lý tinh vi và xảo quyệt trong các cuộc hành quân tìm diệt, gây thiệt hại đáng kể cho quân giải phóng thời gian đầu. Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn, sư đoàn Mãnh Hổ có nhiệm vụ trấn giữ toàn bộ khu vực phía Bắc vùng 2 chiến thuật, là vùng mà Mỹ coi là địa bàn chiến lược quan trọng. Nếu làm chủ được khu vực này, không những tạo được thế chia cắt, cô lập chiến trường miền Nam Việt Nam với miền Bắc Việt Nam, mà còn làm chủ được trục đường 19, bắt đầu từ Quy Nhơn, Bình Định, qua An Khê, lên Pleiku, Gia Lai, kéo dài đến biên giới Campuchia. Con đường này không chỉ đóng vai trò như tuyến vận tải huyết mạch nuôi sống toàn bộ tập đoàn phòng ngự của Mỹ, quân đội Sài Gòn ở Bắc Tây Nguyên, mà còn là con đường cơ động chiến lược quan trọng bậc nhất ở trung tâm Đông Dương. Có thể thấy Mỹ rất coi trọng đội quân Hàn Quốc khi yên tâm cho chúng tự tung tự tác bay nhảy ở vùng chiến thuật mấu chốt như thế. Nhưng quả thật, dù các ông Mỹ hơi đen khi đánh đấm với Việt Nam, nhưng trong khoản chọn bạn mà chơi thì lại khá chuẩn. Đây là một nước đi đã có sự tính toán của Lầu Năm Góc. Quân đội Nam Triều Tiên đã có kinh nghiệm trong chiến tranh du kích, có đủ khả năng giúp Mỹ giành lại thế chủ động và làm chủ địa bàn chiến lược khu 5. Năm đầu tiên ở Việt Nam là năm thành công của quân đội Đại Hàn. Sư đoàn Mãnh Hổ đóng ở Bình Định đã mở đại lộ 19 và quốc lộ 1 đến phía bắc núi Phù Cát. Chúng đi tới đâu, xác người tới đó. Sự tàn độc và man rợ khiến người Việt phải rùng mình khi nhớ lại. Nhưng tất cả đã kết thúc vào năm 1972. Cuộc đụng độ đẫm máu giữa tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn 3, đoàn Sao Vàng, quân giải phóng miền Nam và sư đoàn Mãnh Hổ Nam Triều Tiên. Đây là trận đánh giáp lá cả của hai bên trên đèo An Khê trong chiến dịch xuân hè 1972. Nhiệm vụ của trung đoàn bộ binh 12 là cắt đứt giao thông tiếp tế của quân Việt Nam Cộng Hòa trên đường 19 từ đồng bằng miền Trung lên cao nguyên, kìm giữ sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn và một bộ phận quân chủ lực Sài Gòn, tạo thuận lợi cho mặt trận B3 ở Tây Nguyên và đồng thời cho sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ tại chiến trường Bắc Bình Định. Để hỗ trợ mục tiêu trên, phía lực lượng sư đoàn 3 ở đồng bằng cần tập trung lực lượng xây dựng cụm chốt cắt giao thông tại đèo An Khê trên đường 19, chủ yếu từ cống Hang Rơi về phía đông đèo đến núi Cây Rui. Đỉnh đèo có chiều dài từ 15 đến 20 km, với quyết tâm là đánh bại mọi cuộc phản kích giải tỏa của quân Việt Nam Cộng Hòa, cắt đứt mọi sự vận chuyển tiếp tế của phía Việt Nam Cộng Hòa từ đồng bằng lên Tây Nguyên. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tóm đánh được Hổ đang rình mò đường 19. Mở đầu chiến dịch, trên đường quốc lộ số 19 là trận tập kích của đại đội đặc công ta vào chốt Cây Rui. Chốt Cây Rui nằm trên một ngọn đồi phía nam đỉnh đèo An Khê do một đại đội lính Nam Triều Tiên chốt giữ. Đứng ở cao điểm 638, phía nam núi Cây Rui có thể quan sát hầu như toàn bộ đèo An Khê cả phía đông và phía tây. Hệ thống vật cản tại chốt là 4 lớp rào kẽm gai, xen kẽ mình sát thương bộ binh. Bên trong là công sự kiên cố. Chi viện cho chốt Cây Rui là hệ thống hỏa lực được tổ chức chặt chẽ. Sáng sớm ngày 10 tháng 4, tại núi Cây Rui, trận chiến đấu ác liệt trên đường đèo An Khê bắt đầu bằng những trận mưa bom, bão đạn đã dội xuống, điểm cao 638 rung chuyển. Sư đoàn Mãnh Hổ trong chốt có công sự vững chắc, có hàng rào kẽm gai xen kẽ mình sát thương bộ binh. Các mỏm đồi đối diện, phía bắc đường 19 có các chốt có thể chi viện trực tiếp cho chúng ở chốt Cây Rui bằng bộ binh và hỏa lực. Đại đội 61 của ta, dưới sự chỉ huy của tham mưu trưởng tiểu đoàn Nguyễn Hữu Thông, đại đội trưởng Nguyễn Hữu Tài đã bẻ gãy nhiều đợt tiến công của quân Nam Triều Tiên
giữ vững trận địa đến ngày thứ bảy. Địch biết chưa chiếm lại được chốt cây rui của ta thì đường 19 chưa thể thông suốt được. Chúng căng vải đỏ, ném hỏa mù phân tuyến cho máy bay, pháo binh tiếp tục dội bom. Tiếp tục dội bom đạn xuống, hết đợt này đến đợt khác. Dứt bom, pháo, bộ binh địch ào ạt xung phong lên chốt của ta. Địch cố đẩy bật lực lượng của ta ra khỏi chốt. Ta quyết bám trụ, đẩy lực lượng của chúng xuống sườn đồi. Hai bên đã diễn ra những trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê, bằng súng và tay không. Các đợt tấn công lên chốt bị thất bại. Ngày 23 tháng 4 năm 1972, địch đã sử dụng đến vũ khí hóa học. Bọn Nam Triều Tiên đeo mặt nạ phòng độc lại ào ạt tấn công lên chốt. Tham mưu trưởng không, đại đội trưởng Tài lần lượt hy sinh. Đến ngày 24 tháng 4, đại đội 61 chỉ còn lại quân số bằng một tiểu đội. Tại cao điểm 384, ngay từ ngày 10 tháng 4, địch đã sử dụng hỏa lực bắn phá dồn dập vào đại đội 62 của ta. Sau các đợt bom, pháo, bộ binh địch tấn công lên chốt ta với cường độ và quy mô ngày càng tăng. Ngày 18 tháng 4, địch đã dùng đến 2 tiểu đoàn từ phía Bắc và phía Đông ào ạt tấn công lên cao điểm. Đại đội 62 kiên cường trụ bám, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Ở chốt thứ 3, cống Hang Rơi, nằm gần chân đèo An Khê về phía Đông thuộc phần đất của tỉnh Bình Định. Xung quanh phía Bắc và phía Nam có các chốt của địch kìm kẹp chặt chẽ, cũng như cụm chốt cây rui và cao điểm 384. Sáng 10 tháng 4, địch đã tiến hành phản kích, giải tỏa nhằm khôi phục lại cống đã bị ta đánh sập vào ngày 9. Phối hợp với đại đội 61 ở chốt cây rui, đại đội 62 ở cao điểm 384, đại đội 63 và đại đội công binh ở cống Hang Rơi, dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Nguyễn Việt Trì, chính trị viên Hoàng Sinh Tùng, trung đội trưởng Nhâm Xuân Tải và Nguyễn Đình Tấn đã đánh lui nhiều đợt phản kích giải tỏa của bộ binh và xe tăng địch từ hướng đông tấn công lên. Ngay trong ngày đầu tiên, bộ đội ta đã diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy 4 xe tăng, xe thiết giáp và một máy bay lên thẳng. Sau những trận đầu tiên, thua đau, địch như con thiêu thân, tung hết tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác, có máy bay, pháo binh và xe tăng yểm trợ, đã mở nhiều đợt tấn công vào cống Hang Rơi. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 4 năm 1972, cuộc chiến đấu tại cống Hang Rơi đã diễn ra vô cùng ác liệt. Địch tập trung lực lượng tấn công dồn dập vào cống Hang Rơi. Từ cán bộ đến chiến sĩ, từ lực lượng chiến đấu đến lực lượng phục vụ đều tiêu diệt được địch, lập công xuất sắc, kiên cường giữ chốt. Chiến sĩ liên lạc Nguyễn Phương Nam với hai loạt đạn tiểu liên diệt hai tên lính Nam Triều Tiên ngay trước cửa cống 3m. Tiểu đội trưởng Hà Sĩ Hạ, một xạ thủ súng B41, trong nhiều trận đánh phục kích giao thông trước đây, vì trình độ thiện xạ được giao nhiệm vụ chuyên trách đánh chặn đầu, đã bắn cháy nhiều xe vận tải quân sự của địch. Họ đã bắn liên tiếp 9 quả đạn B41, diệt nhiều hỏa điểm và xe tăng, xe thiết giáp của địch, bắt sống được một tù binh Đại Hàn khi chúng đột nhập vào cống Hang Rơi. Tổ chiến đấu của trung đội trưởng Nhâm Xuân Tải bắn cháy 3 xe thiết giáp, bẻ gãy hoàn toàn một mũi tấn công của địch. Quân ta lợi dụng ưu thế về địa hình, có lực lượng tiêu diệt địch trước công sự, có lực lượng cơ động đánh tạt sườn, làm cho đội hình địch bị rối loạn. Đối với binh lính Nam Triều Tiên, từ khi sang chiến trường Việt Nam đánh thuê, đây là lần đầu tiên lực lượng của sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn đóng chốt nơi đây đã bị tổn thất nặng nề. Lực lượng còn lại ở trên các chốt không dám bung ra khỏi công sự. Vũ khí, đạn dược, lương thực bị tiêu hao, không được tiếp tế, bổ sung. Tình cảnh vô cùng bi đát đối với binh lính Nam Triều Tiên. Ở chính quốc, Tổng thống Park Chung-hee bị chỉ trích gay gắt, nhân dân Hàn Quốc phản đối quyết liệt. Tại đèo An Khê, địch tập trung mọi cố gắng giải tỏa, ta kiên quyết cắt đứt tiếp tế của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra trong suốt thời gian 18 ngày đêm trên đường 19, đèo An Khê của Trung đoàn Bộ binh 12, Sư đoàn Sao Vàng thật oanh liệt. Trung đoàn Bộ binh 12, thiếu tiểu đoàn 4 đã phải chiến đấu với Sư đoàn Mãnh Hổ Thiện Chiến, trang bị đầy đủ, trực tiếp là Trung đoàn 24 và nhiều tiểu đoàn bảo an, có máy bay, pháo binh và xe tăng yểm trợ. Và cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về Việt Nam. Sư đoàn Mãnh Hổ đã phải rời Việt Nam vào ngày 19 tháng 3 năm 1973, kết thúc sự nghiệp đánh thuê tại Việt Nam. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Mr. Sue nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em